lý do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giấu chuyện có con gái suốt 37 năm. Hồng Loan cho biết cô hiện sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, không hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm qua cô không xuất hiện do Vũ Linh không muốn cuộc sống của con gái bị làm phiền. Nhiều năm qua, truyền thông đưa tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống độc thân, không con cái, ở cùng em gái Hồng Nhung và cháu là ca sĩ Hồng Phượng. Tuy nhiên, tại đám tang con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuất hiện để tang cho cha và chia sẻ về mối quan hệ với ông Hoàng cải lương Hồ Quảng. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Thị Hồng Loan, tên thật của nam nghệ sĩ là Võ Văn Ngoan. Năm nay 37 tuổi, đã kết hôn, sống ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chị cùng bình tĩnh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cùng mặc đồ tang dành cho con trai, con gái tại đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại đám tang, Hồng Loan cho biết cô được ba giấu kín thông tin trước báo chí vì muốn con gái có cuộc sống yên ổn, không bị làm phiền. Tôi không theo nghệ thuật, nhiều năm qua tôi sống kín tiếng, chỉ người thân và đồng nghiệp mới biết đến tôi. Hồng Loan nói những ngày qua, cô cùng bình tĩnh túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho cha bệnh nặng. Dù sống ở quận 7, cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm, khi có thời gian thì sang chăm sóc cho cha. Vũ Linh cũng hỗ trợ tài chính, sức khỏe tinh thần cho con gái. Các video được Hồng Phượng đăng tải trên kênh cá nhân, Vũ Linh thường nhắc đến hai người con gái ông yêu quý nhất là Hồng Phượng và Hồng Loan. Nhiều khán giả nghĩ đây là hai người cháu của Vũ Linh, thực tế Hồng Loan là con gái của ông Hoàng cải lương Tuồng Cổ. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng xác nhận với Tiền Phong về sự xuất hiện của Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tại tang lễ. Bình Tinh nói Hồng Loan không theo nghề, cô út sống khép kín, ít nói chuyện và không giỏi giao tiếp. Tôi vui khi con cháu tề tự về đây là hậu sự cho cha mình. Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ tối ngày 6 tháng 3, lượng người đổ về tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tăng chóng mặt. Người dân xếp hàng dài đến 1 km để chờ vào thắp nhang cho thần tượng. Ngoài đường, đội livestream xuất hiện với số lượng đến vài chục người. Lực lượng chức năng phải dàn đội hình để giữ trật tự. Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện, YouTuber tràn ra gây ùn tắc. Đây là lý do gia đình không cho phép tác nghiệp bên trong khu vực tang lễ. Hình ảnh các nghệ sĩ chủ yếu đến từ gia đình. Tối ngày 6 tháng 3, nhiều nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam đến viếng Vũ Linh, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Quế Trân.